Trọng ngay. Động ngay. Ui, tắm mắt. Solo cá khủng luôn. Trôi anh em ơi. Hello, xin chào lòng trong anh em đã quay trở lại với channel của em nhé. Thì nhiều anh em hỏi cái bộ đồ dạo này em đi câu ấy, thì em câu bằng cần tay là cần gì, thì hôm nay em sẽ hướng đập hộp này cho bác xem chi tiết cái bộ đồ mới của em nhé. Em thấy câu cần tay đã hơn rất là nhiều anh em ạ. Để cho bác xem demo một vài đoạn video em đã câu cần tay, cần cực khỏe mà giật cá nó cực là phê. Nghe tiếng rít cước ấy bằng cần tay nó sướng hơn nhiều so với cái việc nhà cước bằng cần máy bạn ạ. Đó. Thì đa phần em câu thiên nhiên thôi, thành ra là cá to nó không có nhiều lắm. Để mà giết được cái loại cần commando của em ấy thì nó phải cá đấy, chục cân thì nó mới phê. Còn đâu mình câu cá 5-6 cân đổ lại giật nó không sướng. 5-6 cân đổ lại chỉ chưa cần tay là đã các bạn. Đây, anh em xem mấy đoạn clip của em nhé. Đóng ngay. Úi dồi ôi. Ấy đi giờ. Hàng rồi. Úi giời. Chim. Úi chim. Đóng ngay. Úi dồi ôi. Ấy đi giờ. Hàng rồi. Úi giời. Chim. Ui, chim. Ui giời. Wow. Chim anh em ơi. Đây, các bác nhìn cần này. 8 hát của em này, chim này. 8 hát nhá. Nghe nhìn chưa? 8 hát chưa? Chim với chúng tàu à. Wow. Nhấc bổng em hàng con chim luôn. Hàng thôi. Rồi, anh em mình to chưa? Chim thiên nhiên. Em đánh cái này đánh độc bằng dây dù đi quá ạ. Này, độc đóng độc dây dù thôi. Dã man con ngan. Ui ôi con này to, ui dồi. Đóng ngay. Ui ôi con này to, ui dồi. Ui dồi, đen bác ơi. Ui dồi đen rồi. Ui chấm cỏ. Ui dồi. Ôi giời, tắm mắt của anh mày chấm cỏ chạy mày nhá. Chấm cỏ bự quá. Ui giời. Ui con này con cụ tổ rồi. Đùa mà 8 mắt của anh à. Ui chấm cỏ. Ui giời. Chấm cỏ bự quá. Ui giời. Đùa. Đùa mà 8 hát của anh ấy. Chưa được quá khung cô nó vào cơ. Em phải nới cái vọt ra này. Nới cái vọt ra cái khung cô nó vào. Nó mất đi.
Ui giời. Ok ok. Ui dồi ôi. Ui con này 5 cân có bao. Không cần tay tưởng mất cơ. Công nhận con này 8H này phê chắc kéo khỏe. Không chạy đâu được. Đánh con này nghĩa là nó yên tâm quá. À, quá là đẹp luôn. Sợ. Bong luôn, bong lưỡi. Đó, có đấy giờ có thích mắt không? Nó là phê luôn. Thì đây là nóng của cần các bác này. Nóng của cần này là nó dài 1m1. Các bác thông cảm là hôm nay em không ra bên ngoài quay cho các bác đâu về. Trời nắng nóng lắm. Em ở trong phòng điều hòa cho các bác nên thành ra cái chất lượng hình ảnh ấy nó không được tốt như ở bên ngoài. Anh em thông cảm nhé. Đây, các bác nhìn nhá. Rồi, lấy lát cho các bác xem phát cận cảnh cho nó chất này. Đó. GWK8H. Cần này là tải tĩnh được 3 cân các bác nhé. Tải tĩnh 3 cân. Đấy thì anh em lên YouTube xem ấy thì biết. Em mua cây cần này ở trên Lazada. Đó. Và anh em nhé. Cần này là anh em phải mua cái loại cần loại 1. Loại cần loại 1 nó từ 450 đổ lên. Từ 450 đổ lên. Thì em mua cây này nó gần 500 nghìn. Trước em có mua cái cây cần GWK8H ở trên Lazada các bạn. Cần em mua đến là nó hơn 200 thôi. 28 như vậy. Về một câu phát gãy luôn. Thì anh em vào YouTube anh em gõ test cần GWK8H ấy, sẽ có cái video của em. Có nghĩa là em mới mua về ra phát em câu phát con cáo lôi, có nghĩa là em hơi nhấc nó gãy, không hiểu sao mà nó gãy. Nên tất bực mình. Đó là em mua cần 280 ở trên đợt đấy em nhớ là của ông Long. Ông Long hay test cái cần mà bác xem. Ông Long test ông nhất ở cái can nước 3 cân đấy. Đấy là cần của ông đấy này, mua phát là gãy luôn. Đấy rất là bực mình. Mặc dù là cần thủ ông ấy ông bảo là test những tính 3 cân rất ok, nhưng mà khi về em câu ấy là gãy ngay. Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta test ấy, người ta test cần xịn, nhưng mà khi bán còn cần dở mà em rất là bực mình. Thế về sau này em lên trên Lazada em mua cái loại cần nó 450. Đấy, là cần đó nó 3m6, còn nó loại mà 4m5 như của em này nó gần 500. Bây giờ đấy nó mình phí xịn gần 500. Thì câu ok lắm anh em, mà giật cá gọi là đóng tít mù đi, không gãy được. Rất là khỏe anh em nhìn, 4m5 để em so cái cần này cái ngọn của nó với ngọn của cần Komando, các bác xem độ cứng như nào nhé, cực kỳ cứng luôn. Đây là cần Komando của em. Cái cần này thật sự các bác là chỉ câu cá to thôi, nó nặng lắm, máy móc mà các bác vác đi là cực kỳ mệt luôn. Mới hai là nhiều anh em đánh thiên nhiên ấy, đừng vác các loại đi làm gì. Em mua rồi em thấy hối hận. Bởi vì sao hối hận? Bởi vì đánh nặng mà cá to mình chơi nó không được được to hẳn đấy, nó cứ nhằng nhằng 4-5 cân thì giật nó không sướng. Cần này chung là để đánh hồ dịch vụ thì ngon đấy bạn. Nếu mà cần Komando hồ dịch vụ thì ngon. Mẹ bộ này nó cũng chung là cũng tốn tiền phết, nó ngót của em mất 2 triệu. Cái cần này 1 triệu này, máy em mua đấy 500 này, phao phiếc mấy nữa vào đúng là gần 2 triệu cái bộ này. Thì đây so sánh ngọn anh em xem đấy nhá. Mặc dù là cái ngọn của cần này thì tất nhiên là nó không thể cứng bằng cần này, và không thể phôi, nó không thể đẹp bằng cần này được, bởi cần này nó đắt gấp đôi cơ mà. Nhưng mà GWK8H nó bảo cũng rất là cứng nhá, không phải động vừa đâu các bạn. Này, rất là cứng luôn. Và cái ni này nó đợt em xem mà nó 2.3 sao ấy. Em xem cũng quên mất rồi. Anh em có thể nên vào thông số trên Lazada người ta có ghi đấy, xem biết ngay. Anh em nhá, rất là cứng. Nó so thì cái cần này nó 10 thì chung là cần này cũng phải được 7 các bạn. Đấy, cần 7 mình giật đầu cần như này là rất là ok rồi. Anh em đừng mua cần 12H làm gì, 12H này nó chả khác gì cây tre các bác đi giật cá cả. Đấy, 8H này nó vừa phải, giật đóng phát hơi cong, gọi là lưỡi em câu lưỡi tì 12 bác nhá, rất là nặng mà giật phát đầu cần chỉ hơi cong, đóng cá phát nó cong víu luôn. Ủa nhưng cảm giác lên nó phê. Phê thôi rồi. Đấy. Đây, so sánh nóng các bác xem. 8H này. Đấy. Dí em quay ngang dí cận cảnh anh em xem nhé. Cần Komando giờ em đi câu biết khi cầm lắm, bởi nó nặng đấy, là câu nó vất vả ra.
đào phản đánh thiên nhiên là cá to có đâu. Rồi anh em nhìn này, đó cứng lắm, cứng vừa phải, nói chung là cứng vừa phải để anh em đánh đầu cần, còn đánh sao bờ đi chẳng ai đánh cần tay cả. Đó anh em nhìn chưa, phôi đẹp. Nói chung là em thấy con này rất ok rồi, tải cá này cứ thoải mái thoải. Mà hôm nay em câu con chấm loại mở 5 cân, con đấy về em cân có 4 cân mốt các bạn, mở luôn nó víu cần nó phê. Đó các bác vừa xem cái đoạn clip này em cắt cho bác xem, con đấy 4 cân mốt solo trực tiếp luôn đấy anh em nhé. Nhớ mua loại cần này để mà rút rút cho anh em xem tí cho nó phê. Này xuống trong nhà thành ra là nó cũng đấy rồi. Ủa mắc rồi nó 4,5 m, cần em câu 4,5 m đấy anh em nhỉ. Nói chung là cũng rất là dài, rất là ok, đẹp. Cần này chung là đẹp, để nói là được bộ đồ đánh nục như của em ấy thì nó giá rất là phải chăng mà em thấy nó rất ok. Nếu từ ngày xưa mà em đi như câu em biết cái bộ này, chắc em mua bộ này chẳng mua bộ cần máy em thì nặng lắm. Và đây em cũng tiện đây cũng chia sẻ anh em luôn cái cách để em buộc dù đánh đầu cần nhá. Đây thì đây là dây dù đúng không các bác, dù của em, để em lấy quần dây dù cho các bác xem đã. Mặc tới tấp. Đây dù của em thì em chơi loại dù này. Đó, quần này một 500 m thì nó có 150.000 anh em mà, dù này cực kỳ bền luôn. Mà đây cái thông số đâu gì, đây 100 lb thì theo nhà quảng cáo kéo cá 45 cân. Đây anh em, dây này chung là cực kỳ chắc luôn. Bởi sao em chơi dây to này, bởi em đánh đầu cần các bạn, cần mình khỏe đấy, dây mình khỏe thì đỡ mất lưỡi. Vì cái lưỡi toàn 100.000 một lưỡi bác, thật sự là mất lưỡi rất là phí. Nếu mà anh em câu kiểu đầu cần mà bằng cần tay này đấy thì khi con cá to nó mà nó phóng thẳng ra phát là y rằng dây quá sẽ đứt ngay. Nếu mà không có dây an toàn, em câu đặc biệt nó không bao giờ chơi dây an toàn, em solo trực tiếp kéo luôn. Thế thì hôm nọ em có đóng một con, xong rồi đến lúc mà em đút cái ngọn cần nó zip, nó ấn mãi nó xuống được các bạn. Đấy. Nên thành ra là em toàn chơi dây to cho nó chắc ăn, để làm sao đóng mà cá to đỡ mất lưỡi, lưỡi rất là tiếc. Dù cho là có gãy cần em cũng ok, bởi vì sao, có gãy cần thì nó lôi ra cần nổi, mình vẫn có thể lấy cá, vẫn lấy lưỡi lên. Nhưng mà khi mà mình mà câu mà nó đứt lưỡi thì thôi mất lưỡi mất cả cá đấy. Đôi khi con cá to đấy, con cá nó cái lưỡi của mình khi nó giá trị hơn cả cái cần cơ, đúng không? Thì đây anh em buộc dù nhá. Đây là nguyên tắc buộc dù đánh đầu cần này. À mà tiện đây em đã nói cho bác này, nhiều ông đấy cứ bảo là đánh đầu cần mà bằng cần tay này, lưỡi nó phật có ngày cắm vào mặt, khi giật trượt kiểu giật trượt nó vung lên cắm mặt thì ông nhầm rồi đấy, nói thẳng một câu ông nhầm rồi. Bởi vì sao, đánh đầu cần không ai người ta buộc ở dây này nó bằng cần cả các bác ạ. Đó nhá, bình thường anh em cụ đơn đúng không thì các bác chọn dây buộc thì nó bằng cần đúng không? Đây ý em nói là kéo hết cần ra rồi nhá, xong anh em buộc dây là ít nhất nó mệt tầm tới này đúng không? Nhưng mà đây không phải vậy. Mình đánh đục đầu cần, nếu mà anh em mà dây buộc đầu cần này các bác thả ra nhá thì nó sẽ trùng một đoạn dây rất là trùng rất là nhiều. Ví dụ như cần em 4,5 m thì nó phải trùng đến 2 m đấy. Thì khi em cá nó cắn này anh em giật lên nó mất bao nhiêu lực liền. Đấy, thành ra là khi anh em buộc dây dù nhá, ví dụ cái cần của mình nó là 4,5 m, nó dài tầm này đúng không? Thì anh em chỉ buộc tầm khoảng như em bỏ lại 1,5 đốt, 1,5 đốt của nóng này nó là 1,1 m. Của mét mốt thì gọi hơn một nóng một tí. Đây ví dụ nha, em buộc như này luôn để em rút rút cần cho anh em xem. Đây 4,5 m của em thì em chỉ buộc dây dù em tới đây này đấy, anh em hình dung không đấy, tới đây nhá thì em còn thừa một khúc này từ đây đến đây đấy, nó gần như là một nửa luôn đó. Bởi vì sao, khi anh em hạ cần xuống nhá, hạ đầu cần xuống thì dây của mình nó trùng một đoạn rất là ít thôi, khi là cá nó cắn ngay phật phát là dính ngay đó. Mà khi dính ngay con cá nó quẫy đóng nó quẫy anh em, thì đầu cần của mình nó lì xuống mặt nước anh em, cảm giác mà cái cần nó lì mặt nước úi giỏi thôi phê đấy. Anh em nhớ nguyên tắc nhá, này đánh đầu cần chỉ cần buộc dây, nói chung là khoảng cái cần của mình nó chia thành 3 phần thì mình buộc cái đoạn trên này nó là 2, cũng không đến 2 phần đâu, tính khoảng
Nếu mà cái này chưa cần mình chia 5 phần thì mình chỉ buộc chia nào 3 phần, dưới thừa 2 phần. Đó, và khi anh em như vậy anh em vụt lên nhá. Quay anh em vụt lưỡi, anh em cầm cần này anh em vụt lưỡi thì lưỡi nó lúc nào nó cũng treo ở cái mạn trên này, không bao giờ nó ở dưới này vào mặt được. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên nhá. Anh em vụt này cái là lưỡi nó ở phần trên cao ngay, nó cách tay mình hơn 1 mét cơ mà làm sao mà vào mặt được, đúng không? Đấy, nhiều anh em không biết thì cứ kiểu buộc nó bằng cái dây này, bằng đây giật lên là khả năng vào mặt của bác rất là cao, mà giật phát là cái độ trùng của đấy mẹ phao nó nảy vào mặt ngay. Nhưng mà khi mình buộc cô lên cao ấy giật cá đóng rất là căng, nhưng mà lưỡi lại bay lên phần trên, nó rất là an toàn. Câu lục mà các bác mà câu đầu cần nhiều nhiều bác là không biết là vào mặt hay đấy. Còn nếu mà câu bằng cần máy thì khi anh em vớt xuống đầu cần rồi thì anh em cô cái dây vào, đúng không, mình cô cái dây vào cho nó căng, nhưng mà cần tay mình không cô dây như vậy thì mình phải buộc cho nó sao nó chỉ bằng khoảng nửa vậy thôi. Đó thì lưỡi em đa phần em đánh lưỡi là dạo này em chơi lưỡi ngũ, lưỡi này là 100.000 lưỡi bác ạ. Thì anh em chơi loại em toàn chơi tì, đừng bây giờ chơi loại 50.000 kiểu này anh em nhé. Loại này trước này em giờ không chơi đánh này. Bác không biết tại sao lưỡi này nó đều, em đánh một thời gian nó hay bị cùn quằn đầu lưỡi, gọi nó cái hay nên em xem nó rõ nhỉ. Rồi cái lưỡi cái con này nó còn đóng còn ít cá thì nó không bị quằn, nó còn nói chung là cũng sắc sắc, còn nhiều nhiều lưỡi các bác này. Đây, nhiều lưỡi nó quằn đầu lưỡi vào xong thành ra mài đi nhiều bác, thì nó ngắn dần đi, nó đóng cá hay bong. Đợt đấy em ngày xưa em đóng cá hay bong, bây giờ vớt lưỡi thì chẳng bao dùng. Mua cái lưỡi ngũ như của em này có 100.000 các bác, mà lưỡi thật sự vào nó bén lắm mà không bao giờ quằn được đầu lưỡi đâu. Quan trọng là cái tay cứng là một chuyện, tay của lưỡi cứng một chuyện, nhưng mà thép nó phải tốt, đó, thép nó phải tốt, đóng không được quằn đầu lưỡi. Đây, thì đây. Đây cần của mình có một đoạn khóa linh này bác này. Cái này của em gọi là cái chặn phao. Rồi, em nhìn chưa? Cái hạt này hạt chặn phao bên trên, còn lưỡi thì mình sẽ móc vào đây. Đó, móc vào đây. Và khi anh em muốn căn lông sâu thì căn vào cái hạt chặn này, nó lông quá thì mình kéo lui xuống, mà sâu quá mình kéo lui lên thôi. Đó thì đánh đồ cần thì anh em mà chơi loại phao phao này, cái phao của em đâu nhỉ? Phao em này em mới mua ở phao bầu 20 em đánh đầu cần, mà đây thực ra là em quay video bạn, nên là em đánh phao bầu 20 thì quay cái ngọn này cho bác xem nó đẹp. Còn bình thường các bác ôi, phao con này em đấu nhỉ, thôi đợi em tí nhá. Đấy rồi, còn bình thường anh em đi câu đầu cần chỉ mua quả này quá nhá, quả này có 15.000 thôi, rất là bé. Đây bình nguyên bản của nó thì chỉ có như thế này, nói chung là về mình buộc vào linh ấy thì cũng có thể câu ngay, nhưng bản thân em quay video thì em thích câu phao nhỏ nhẹ thì em lại gắn thêm cánh. Đấy, thì em sẽ rút cái ngọn ra em gắn cánh vào, và khi gắn cánh thì em sẽ phải cho chi vào chân các bạn, bởi vì quả phao nó nhẹ, nếu mà các bác gắn cánh gió nó sẽ thổi thì quả phao nó cứ nặng nó ngã luôn thẳng xuống mặt nước luôn đấy. Đó nên phải cho chi vào, thì cho chi vào đây, khi làm sao cái mực nước mình thả quả phao ấy mực nước nó chìm tới đây là ok, chìm tới quả phao ok, khi cho lưỡi này nó sẽ kéo dầm xuống ấy thì cứ cho cái cánh nó nổi tầm này, anh em hiểu không? Gió nghĩa là cho chỉ để em hiểu đang tính làm. Thôi các bác đợi em tí để bây giờ em làm luôn cho bác xem nhé. Đây giờ em làm chỉ luôn cho các bác xem, em gắn ngọn vào đây luôn, các bác đợi em một chút. Đây, chỉ này thì nó là cái chỉ cục thôi mà nó có cái lỗ, hướng dẫn anh em một cách tận tình để anh em có một bộ đồ đi câu lục. Câu lục đầu cần nó phê, các bác một câu đơn cái mồi bột của em ấy, các bác một câu đơn ấy thì đánh cá nó lâu lắm, nó đâu được cá. Cái đánh lục này nó nhanh, vèo phát lên cá ngay. Chết dở nhà, có mấy kiềm cắt mà đâu mất, anh em cắt bằng dao này. Dao nó hơi lâu. Cắt dao lâu lắm. Rồi ok, cắt mãi được cục chì anh em này. Đấy, đây là hướng dẫn cho anh em sao mà có một cái bộ đồ đi câu mà nó đơn giản, rẻ tiền nhất và câu lục sướng nhất. Người anh em mà nếu mà mình không có điều kiện đấy thì các bác cứ lấy cần đơn bình thường đấy, mình tháo cái đốt ngọn ra là cũng câu đấy. Trước em cũng có cái cần to em tháo luôn cái đốt ngọn ra vẫn câu lục như bình thường. Đây chỉ đây là chỉ các bác cứ chung là cứ phải lấy chì làm sao mà khi mình thả nó cứ dầm dầm vào cái quả phao tới đây là ok. Đây em vừa căn thì em trước em cũng làm mấy quả rồi nên em biết được cái ước lượng của nó như thế nào. Đấy, cắm vào như thế này. Đấy, anh em hiểu không? Cắm như thế này. Để em một chút ạ.
Anh em cứ nghe em đánh bộ môn nục thì nói chung là ai chưa đánh thôi đánh vào là mê ngay, nghiện ngay, bởi vì khi con cá vào á nó cứ tăm tăm cái pháo mới giật phát nó chết ngay, một khi nó chết mấy con liền cơ. Chứ anh em mới kiểu như là anh em đi cô đơn ấy. Chán lắm nếu cô đơn giờ em nghĩ cảnh đi cô đơn em chán này. Thì đây là cái này nó không có cái ninh điểm móc đúng không anh em, thì phải chế. Chế như này này. Đấy, có mình bỏ ra một tí tiền cũng có phao đẹp rất ok. Đây là cái phần đi cước em nhé, rút vào đây. Đó. Rút vào để làm sao nó chừa ra cái lỗ khi mình móc vào linh anh em ạ. Đấy, anh em mình chưa? Nó sẽ chừa ra một cái khoảng một cái lỗ để có thể cái linh của mình đây. Đâu nhỉ? Để khi cái linh của mình nha các bác này. Móc vào, ok đúng không? Đó thì làm sao để cho nó chắc. Nói chung là cái lỗ này cũng phải đục nó rỗng rỗng là chút để đút chân phao vào đã. Không là lúc mình giật nó bung mất cổ phao toi. Anh em thấy chưa? Đút chân phao vào. Út thật chắc vào. Đó. Ui, tương đối là chắc đấy. Đó, xong bây giờ mình rút đi cước lên. Nhiều bác cũng chưa biết cái món này đâu. Đấy. Đấy. Đấy, tầm này nó ok đấy. Đấy, tầm này ok, có thể ninh mình móc vào cách nó dễ dàng. Rồi, dù mà tí có điều kiện thì mài cái phần chì cho nó đẹp đẹp một chút. Thì em làm video ấy, nó mất thời gian rồi. Nhờ hướng dẫn các bác cách để làm thôi. Đó chưa? Xong như này này anh em nhé, thì cái phần ở đây cước này, cứ thừa nó thì mình cuốn lên. Cuốn nó lên. Này nó mới chắc. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình cuốn này nó ôm luôn vào cái chân của phao ở trên này. Khi mình có giật mạnh ấy, nó không bao giờ nó bung được ra. Chứ mình không cuốn khi mình giật phát cước nó toạt ra mất đúng không? Đó. Cuốn cái chân nó lên như này nhé anh em nhé. Đấy, mình cuốn cước lên này. Rồi. Và bây giờ phải đổ keo. Em thì trong hộp đồ của em luôn luôn có một lọ keo con voi anh em ạ. Đấy. Lúc nào cũng lọ keo con voi, khi mình đi hỏng phao hay hỏng cái gì mình gắn được ngay. Bây giờ anh em đổ keo nó vào đây. Đó. Ui dồi, thấy chưa? Keo đầy em thật bác á. Chắc mất gỡ luôn, cứ giật người thoải mái không nhờ bung được. Bởi cái lực của cần tay nó vung lên nó vẻ rất là căng. Nhưng mà anh em đổ không chắc là nào mà kiểu như phao, ui dồi, chưa tính tay rồi. Nào mà không chắc cái là khi mình giật thì nó bung ra, lúc đấy mà không có đồ mà hàn cắn ngay thì rất rách việc. Đặc biệt là đi câu xa. Ui trời ơi. Đổ hơi quá tay, hơi nhiều keo. Mà lần nào em sử dụng keo con voi nó cũng phải dính vào tay, chẳng có lần nào không dính cả. À, chuyện nó quá bình thường luôn. Đó, xong rồi tí cắt phần thừa thôi. Đâu nhỉ? Đấy là 5 phút mình có một quả phao cô lục đẹp luôn đấy anh em ạ. Chứ không không phải phao làm nhà. Làm nhà. Đấy. Chứ đây qua là bản thân em nếu quay video thì mới chơi quả phao bầu 20. Phao này trông nó cũng rất nhẹ thôi. Còn phao trong kia em phao bầu 30 em đánh cần máy cơ. Cần máy chắc chả là chơi đâu. Đấy. Cánh rất là đẹp. Đấy chế. Thì anh em đây. Rồi. Cái cánh phao này anh em này. Mình có thể tự làm được. Đây những cái phao như này thì anh em có thể tự làm trước, em toàn tự làm thôi, không thì đi mua. Hình dạo này người người đa kia mua nó có 5.000 cánh, mỗi tuổi nó xa đấy, 5.000 cánh em được mới cánh này và cánh phao phản quang. Thì chung là cái cần cái phao này đấy nó nhỏ, em phải chơi phao nhỏ nhé, cái cánh nhỏ, cái cánh này nó to quá, gió thổi nó tạt nó ngảo phao ngay đấy. Nhưng mà thì rút cái quả ra thôi, rút ra. Chắc thế nhỉ? Bình thường những quả khác em rút phát được ngay mà quả này chắc thế. Ui, quả này có đi bạn. Đó, hướng dẫn anh em làm quả phao hết ạ. Quả này người ta đánh chắc thật. Ui trời mẹ ơi. Cái này có cái kìm bóp nó vỡ ra cơ.
Ôi chào mẹ ơi, chắc thế. Rồi, ok. À, nó đổ keo gớm này. Thì giờ đấy, cho ngọn này để em bắt đợi em chút. Rồi, ok, thì đợt vừa rồi em đấy, ok bác, đợt vừa rồi em mua nhiều này phao nhỏ, phao này nó có 1-2 nghìn quá mà. Đó, rút ra. Đây anh em nhá, rút ra thì mình cho nó vào trên ngọn này đổ keo thôi. Đấy. Ok chưa? Mình phải đổ keo anh em nhé. Đổ keo nó chắc đấy. Anh em nào một bộ cần như em đi câu là tuyệt vời luôn. Ra gặp cá to cá nhỏ là giật được hết. Nên đặc biệt là có cái bài mồi của em, bài một bột đấy đánh thì nó là chuẩn bài. Đấy. Như thế này kể ra mà anh em làm được cái cao su chặn ở dưới thì tốt. Nó bình thường em chơi luôn cái keo dính vào đây luôn các bạn. Rồi, nếu hôm nay thì hơi làm chuyên nghiệp đi, để em sẽ làm cái chặn ở dưới cho bác xem nhé. Định kiếm nó nằm cho cái cao su nằm cái chặn ở dưới cho anh em xem mà nó không có, tìm mãi không có. Thôi, nếu không có thì anh em cứ đổ luôn vào. Đấy, đổ keo vào cái gọi là quả phao nhỏ nhỏ này. Cái phao nó rẻ mà, bây giờ mình thích thì nào mua kia gái nó mua 1-2 nghìn quả này về anh em chơi mệt đó. Anh em đổ viền ngoài của nó, đây anh em nhé. Đổ vào cái bên ngoài nó đút vào đúng vào cái lỗ này. Ủa nó dính luôn đấy. Ok. Như thế này anh em, nó vừa đẩy khít. Nó thêm nó vài giọt keo vào đây nó ok ngay mà. Đó. Đấy, chuẩn ba. Đấy, thế là anh em có một quả phao câu nục 15.000 cộng thêm cánh này gọi là 5.000 nữa, 20 ngon luôn đó. Yeah. Căn phao thì nói chung là rất là dễ thôi. Anh em xem mấy video của em căn đấy, em căn chung là các bác xem video của em nhiều biết mà cứ thả nước làm sao mà nó sâu quá thì bác lại cho hạt chặn luôn lên như này. Kể ra mà hôm nay mà nó nhà có cái ao hồ gì đẹp quá không có. Ninh đây. Đây anh em nhé, cần đây. Thì đây là sẽ là lưỡi. Ô, cái này chắc là lưỡi rồi. Để em quay lại góc cho bác xem tí. Đó. Để sáng chút nào. Đây anh em nhé, lưỡi đây, đúng không? Hai khóa linh đây. Thì sẽ là khóa dưới sẽ là chặn lưỡi. À, móc lưỡi nhỏ để bỏ chặn lưỡi. Được rồi. Ok. Rồi, cái này cho móc lưỡi như này anh em này. Đấy, lưỡi móc vào như này đúng không? Thì cái này hạt trên là hạt chặn của phao này. Đó, phao nó sẽ chạy từ đây đến đây. Và phao thì sẽ được móc vào cái khóa linh này. Đấy. Ok. Đấy anh em hình dung được chưa? Lưỡi nó sẽ nằm như thế này và vỏ phao nó nằm như thế này. Đấy nếu mà mực nước của anh em nhá, nó sâu quá, mình kéo cái này đúng không? Nó sâu quá thì ra nó chìm vỏ phao mất này thì anh em lại kéo hạt chặn nuôi lên. Nuôi lên này, đấy. Nó lông quá thì lại kéo hạt chặn nuôi xuống và khi anh em kéo mà sao mà nước mực nước nó vừa tầm cái hoa này là ok này. Khiến cá tầm tầm phát trên quát giật phịch phát trên luôn. Đó. Câu lục nó hay ở đấy. Thế này là có một set cần đi câu lục cần tay rất là đẹp. Mất nói chung là khoảng cần thì mất nhiều nhất 500. Với lại lưỡi thì 100.000 lưỡi. Anh em mà không điều kiện mua cái lưỡi rẻ rẻ thì nói chung là cũng câu được. Câu thiên nhiên thì có loại chỉ mười mấy nghìn một cái đấy. Câu nó nhanh hỏng ở đâu em đi câu thì quay video quá xem ấy. Nhưng mà nếu mà được cá nó bong mất thì rất là tiếc, nhưng phải chơi đầu tư lưỡi cũng hơi xịn xịn. Đó anh em nhé. Cần phao ok. Chúc bác luôn thành công với cái loại thể loại này. Và cũng xin lỗi với rất nhiều anh em là từ khi các bác biết đến kênh của em là nhiều bác đã từ bỏ bộ môn năng C này, lan này, đơn này, đó, vứt cần đi và đi mua bộ lục như em, bộ lục cần máy của em, tốn tương đối là nhiều tiền. Sau đó thì đến bây giờ lại mất tiền để mua thêm một cây cần đơn nữa. Đấy, rất nhiều anh em đã
Ăn chửi kêu những loại bộ môn này của em thì xin lỗi. Nhưng mà chẳng qua là làm được cái là nó phê thì mới qua anh em xem thôi, chứ còn đâu nếu mà nó không phê chắc là em chẳng không cần tay đâu. Rồi, chúc em thành công nhá. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Thì em còn nhiều video lắm. Để em bật máy tính cho các bác xem đã. Đây này các bác này. Để mà cho bác xem máy của em là một T. Đây là em còn cái ổ cứng ở bên ngoài nữa, em chưa cắm vào, full 1T. Có nghĩa là video trong trong video hiện tại chưa làm của em ấy, nó còn rất là nhiều luôn. Cá to, cá to, nói chung là toàn cá khủng luôn. Câu rất là đẹp nhưng mà chưa làm được cho bác xem, rất là tiếc. Đây. Cái đoạn mà lồng cá đâu nhỉ? Lồng cá mà phê nhất năm nọ em mới làm được, chắc là đang ngủ đi. À không. Đây. Đợi em tí, em cắm cái này vào đây. Đây anh em đợi em tí cho các bác xem đoạn demo em câu bằng cần tay đóng cá cực kỳ phê luôn. Đấy anh em ạ. Cá cực kỳ là đã mà chưa làm được. Video nguồn thì nhiều mà chưa có thời gian để làm cho các bác xem, rất là mong các bác thông cảm. Đây nè, một loạt đã làm đâu. Đâu nhỉ? À, coi lại một chút ạ. Đây 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 rồi anh em ạ, đây. Một loạt video các bác xem demo một đoạn này nhé. Đó. Cần tay giật cực kỳ phê luôn. Ở này anh em nhìn chưa? Đấy giờ ôi anh em nhìn chưa, đã tay chưa đó. Thì trong một thời gian sắp tới em sẽ nào các bác xem tất cả các loại video này nhé. Giờ chưa thời gian rồi, hẹn gặp lại bác trong tất cả video tiếp theo. Bác nhớ ấn đăng ký kênh theo dõi ủng hộ em nhé. Thank you, chào tạm biệt.